Hi guys and welcome back to another video. Tuloy ni Kuwahe, video ay bolo lang sotain. Isong lahat tuloy ni Kuwahe, mukbang imbolduhin na. Mukbang tuloy like emergency, mukbang low budget mukbang. Kahit niya di ho tuloy ay liya. Pahin niya pa liang tayo hin. Chao na, homemade chao, keng kakeng, kikenahin. Tila kolbu man, kon. Tila chicken to bamboo suit gutoy na. Tila white rice. So I can get the hint. This video on the video. Subscribe, like, share, and follow it now, guys. Let's get started. How about you, man? Okay, guys, let's start eating. Let's start eating with this. Do ya, Bebe. Let me drink again. Sorry guys. Let me eat again this. Sorry guys, it's not mic na. Mic ka to hai hai. To a tripod to mic kan kila tha na. To ni kan ten so hai. Mu bang kan bol na. Check. Check net. Okay guys, let's eat this. Small one. Chicken with bamboo soup. Feel at home. Let's cut now. Nice, bunyi pepe uta. Bamboo soup.
kiken. Thank you.
nên bị tăng lại. Guys, quay bố kia là ta. Các bạn ơi, nó bước một cái nha. Thở tỏa, bị gì cái tỏa. Quay bố kia là ta. Sorry, mong bằng bọn chị vắng ai. Nhẹ rồi lộ, nhẹ rồi lộ. Em thấy cái nhẹ chai, một cái nhẹ chai. Thấy thủy cái đồn chai. Chỉ cái nhẹ chai, em nhỉ vắng. For the last. Overload. Vì vừa số chắc là tạo tiếp à cho dạy bọn như thế nào trong ngờ bó lòng bọn như em có vào một móng tay thì em bị ai là á quay đi ông ta lộ lái chân phạt là thì em bị ai cả. See you in the next video, please subscribe my channel and see